rau răm cắt ngọt còn tươi, rượu ngon chuốc chén đợi người tri ân. Đôi đũa em đã toan cầm, chàng lấy một chiếc cho lòng em mê. Về nhà cha đánh mẹ chê, nhưng em chỉ quyết một bề lấy anh. Giữa thanh âm của vùng quê cách mạng, tôi được nghe câu chuyện kể về người đàn ông khéo léo nhất vùng, chinh phục người mình yêu bằng tài bót đũa nước tiếng. Bạn có tò mò về họ không? Hãy theo chân tôi nhé! Ông Mạc Quang Đạt, năm nay 72 tuổi, nhà dưới chân núi Bù Bó, thôn Kim Quang, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đôi bàn tay uyển chuyển ấy đã gắn bó với cây tre con dao được hơn 60 năm. Đũa có đôi, cũng như tình yêu của ông Đạt bà Năm, mãi chung thủy, sắt son tình nghĩa. Đàn ông con trai mà cũng khéo tay đấy nhờ. Thế mới lấy được bà. Cái xưởng sản xuất của mình là có bao nhiêu nhân công hả ông? Có 2 người thôi ạ. Vâng, 2 người thì vâng. Mỗi năm là cung cấp cho thị trường là bao nhiêu cây đôi đũa ạ? 2 vạn đôi ạ. 2 vạn đôi ạ. Vâng vâng. Khác biệt để cho tạo cho thương hiệu của mình là thu hút đến vậy hả ông? Cái này là do cây Mỹ Phước này ạ. Đây, cây này là cây tre mẹ này. Còn những cây này là cây tre con. Cái tre mẹ này là nó có độ từ 5 năm tuổi trở lên rồi. À, vâng. Thế thì con là bao nhiêu tuổi ông? Cái tre con nó chỉ 1-2 năm tuổi thôi. À, thế mình còn phải chăm thêm vâng, nữa không ạ? Phải nuôi thêm khoảng độ 3-4 năm nữa. Một cây tre phải mất 5 năm mới được khai thác. Thế nhưng để chọn làm đũa thì phải trải qua nhiều quy trình lựa chọn kỹ càng. Tinh túy nhất của tre để làm đũa là ở 5-6 đốt thẳng nhất, cây còn ngọn. Cây nuôi lớn đủ ngày tháng, thân mình mập mạp, thế nhưng nếu mất ngọn cũng bị loại. Vì vậy, còn ngọn thì mới hấp thụ đủ khí trời, mưa gió, hài hòa âm dương. Có thế, đôi đũa làm ra mới đẹp, chắc, bền. Lựa tre thì cũng như tìm vợ, thẳng thắn chung tình với mình thì đến thời điểm mình đón về thôi. Để đảm bảo chất lượng, tất cả các đôi đũa đều được gia đình ông làm thủ công, việc vót đũa rất tỉ mỉ. Bà ơi, thế làm thế nào mà đũa của mình lại đỏ mà lại đẹp thế hả bà? Vâng, đũa này thì vót cho nó phơi khô xong thì cũng tuốt một lượt dế nháp xong nó để nó mịn một tí khỏi cái nốt vót xong thì nhuộm cái lá cơm đỏ của nhà mình trồng đấy thì nó đỏ tươi thế này cô ạ. Xong thì cũng phải sấy qua cái than của nhà mình ấy, không phơi ngoài nắng thì nó ra hết màu. Ở trong làng thì chỉ có 2 vợ chồng tôi làm thôi ạ. Khi nước đun xong có màu đỏ đặc thì cho đũa vào ngâm một đêm, vớt ra phơi nắng tiếp một tuần. Như vậy, màu của đũa bền lâu, không bị mốc. Đũa thơm mùi tre, thoang thoảng mùi nắng mới, mùi lá cơm nếp đỏ là sự kết tinh của đất trời và đôi bàn tay khéo léo, cũng như cái tâm của người làm ra nó. Chính bởi ý nghĩa đó, trong gia đình người Tày, đôi đũa thường được bố mẹ tặng cho những cặp vợ chồng mới cưới như một lời nhắn nhủ về sự thủy chung, đủ đầy, có đôi có cặp. Chén cơm đôi đũa nằm ngang, thiếp thấy mặt chàng, đói cũng như no.